Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ghi hình ở Festival Cây Cảnh Thủ Đô 2022 quý vị nhé. Thế và hôm nay thì rất đông mọi người đến tham quan. Thế và Bonsai Đức Huy muốn ghi cho quý vị một cái thước phim những cái cây cảnh đẹp tại triển lãm Thủ Đô quý vị nhé. Đấy, những cái hình ảnh quý vị này, quý vị nhìn thấy cái cổng chào được thiết kế rất là đẹp. Một cái lễ hội của thủ đô, lễ hội cây cảnh và những cái nét văn hóa Việt mà mọi người mang đến đây. Thì kính thưa quý vị, rất nhiều những tác phẩm quý quý vị ạ. Thì Bonsai Đức Huy chọn lựa cho quý vị một cái hàng cây này để chia sẻ cho quý vị. Đầu tiên là tác phẩm Quất Kỷ Cầu Thân của anh Tuấn Phương, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một cái tác phẩm xanh cổ, một cây quý của vườn anh Tuấn Phương. Một tác phẩm có những cái nét kèo cột rất là đẹp. Bóng tàn thì được làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ, thể hiện công phu của người nghệ nhân cũng như cái đường nét nghệ thuật của nghệ nhân. Đẹp quá, cái góc cạnh nào cũng đẹp quý vị ạ. Thế và tiếp theo là cái tác phẩm của anh Trần Văn Hải. Quý vị chiêm ngưỡng cái tác phẩm của anh Hải. Một cây dáng trực hoành, già lắm quý vị ạ. Một cái form cây tầm trung, cây cao chưa được 1 mét. Nhưng bóng tàn thì tác phẩm này phải tầm 1,5 mét. Một cây sai tầm trung rất đẹp. Cái này cũng là một cây sai trung đẹp tại triển lãm thủ đô. Cây hoàn thiện rất lâu rồi quý vị nhé. Rằm rất đẹp. Thế còn đây là cái tác phẩm hoa giấy. Hoa giấy của anh Hoàng Lịch Thiệp tại triển lãm thủ đô. Long vân quần mộc, tác phẩm cội nguồn. Của nhà vườn các anh ở Triều Khúc quý vị ạ. Anh Nguyễn Viết Tài. Anh Nguyễn Viết Tài, Triều Khúc. Một tác phẩm rất nghệ thuật của quý vị nhé. Cái sự kết hợp giữa đá và cây. Quý vị nhìn vào trông như một cái dòng thác ấy, chảy từ trên đỉnh núi xuống. Nhìn có những cái nét phiêu của tác phẩm cuốn hút người xem. Đây vẫn là tác phẩm của anh Nguyễn Viết Tài quý vị nhé. Thiềm Thừ Ngự Cảnh, ngồi tĩnh tâm ngắm cảnh đây. Cái ý nghĩa của cái tên như vậy, không biết là có đúng với ý của chủ nhân không. Tĩnh tâm thưởng lãm và chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp. Sai muốn Đức Huy muốn chia sẻ vùng quanh cho quý vị, nhưng mà vùng quanh thì sẽ có cái góc máy ngược sáng nhé, kính mong quý vị thông cảm.
và một tác phẩm trà cổ quý vị ạ, một cây trà bạch nhé quý vị nhé, một tác phẩm trà quý. Thì cây trà bạch thì quý vị biết là không có nhiều, và tác phẩm có cái bóng dáng tự nhiên rất là đẹp. Ngoài ra thì cây còn có rất nhiều hoa và nụ, hoa nụ rất nhiều. Và hoa đây quý vị này, cây này thì chắc là khoảng dịp Tết sẽ một cái màu trắng toát hết. Một cây thân một cao khoảng 40 phân thì bắt đầu là chia nhánh, chia cành. Và hiện nay cây cao khoảng 1 mét, khoảng đâu đó 1m6, 1m7. Những cây tùng quý vị ạ. Và một cái không gian trưng bày gốm sứ Việt. Gốm sứ Việt, gốm sứ Bát Tràng. Gốm sứ thì cũng là một cái nét văn hóa Việt, cái nghệ thuật gốm sứ đã có truyền thống rất lâu rồi. Gốm sứ và cây cảnh thì cũng là hai cái loại hình nghệ thuật khăng khít với nhau. Mọi người chơi gốm sứ và cây cảnh, hai cái đó tôn nhau lên. Thì cây cảnh thì cũng phải cần những cái chậu gốm sứ mà quý vị. Một cây cóc quý vị ạ. Một tác phẩm cóc của anh Dương Cà Phê, của Dương Cà Phê. Dương Cà Phê mang cái tác phẩm cóc này đẹp ạ. Đây là cây cóc thiên nhiên ban tặng cho tác phẩm cóc, cái đường thân đặc biệt quá quý vị ạ. Rất rất là đặc biệt. Cái đường thân thiên nhiên ban tặng, còn chủ nhân thì làm từ cái này lên thôi. Cái đường thân này thì thiên nhiên đã cho tác phẩm một cái đường thân rất là độc đáo. Và những tác phẩm phi lao quý vị ạ. Tác phẩm phi lao có cái bóng dáng phong tranh rất là đẹp, làm phong phú cho triển lãm, làm cho triển lãm đa sắc màu hơn, đa chủng loại hơn. Và quý vị, một tác phẩm lộc vừng trước mắt quý vị. Một cây lộc vừng mùa đông nhưng mà nở rất nhiều hoa, chứng tỏ tác phẩm này rất sai hoa, nếu mùa hè thì chắc là còn sai hơn nữa. Một cây lộc vừng già to, cây dáng siêu. Thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm cây đại. Cây đại Sa Đa Huy cũng chưa nhìn thấy tên đâu cả, không rõ là của nhà vườn nào. Quý vị, về mặt chính là chiêm ngưỡng tác phẩm lộc vừng. Kính thưa quý vị, Bonsai Đa Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim, cái quang cảnh tại Festival Cây Cảnh Thủ Đô, cái cổng chào
kỳ rực rỡ. Ngoài ra những cái cây cảnh đẹp, cây cảnh nghệ thuật, còn bên cạnh đó còn những cái văn hóa Việt, những cái bình gốm sứ rất là đẹp. Bà Sa Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bà Sa Đức Huy xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.